sao phải dán như vậy? Dán hả? Biết sao không? Dán thì thay vì mình phải mặc áo một áo ba lỗ nữa thì mình dán gì cho nó không cần phải mặc, nó không bị lòi. Nha, người ta xài điện thoại cặp nè. Đây em mới dán cái này nè. Có đèn sống quá à. Lại là với cái ốp này là anh mới tìm thì nè. Mới nóng quá. Anh me. Me em ơi. Mới đi gác tức thì luôn á, nhưng mà để mới tức thì gác trước như đây tại vì nó chưa tới sớm quá nên cái này không có che được cái camera. Đây nè em dầm nè. Nè dầm nè, cái camera này nó cao hơn cái này nè, hiểu không? Anh để nó sửa chày nát cái camera luôn. Thì lấy chỗ ốp lại đó. Không, trời tháo ra mất keo. Cà chưa có nhắn bảo vệ cái camera của mình đó. Nhưng mà cái này em để xuống thì mình không sợ. Còn cái này nè, em dù em ốp luôn mà cái camera vẫn cao hơn nè. Nó trời nát cái camera luôn á. Nó có phải lại 12. Cái lại 12 là cái này nè. Cái lại 12 là cái đẩy. Cho cái lại 12 là em cũng không nha. Có dừa chứ. Cùng lại 12. Nghe cái mũi này không ốp thì nó không có đẹp. Nhưng mà không. Gì? Cái này nó đỡ. Cái này nó thô thiển. Nó mất cái giá trị của điện thoại. Thiệt. Giờ nó lỗ hả? Ghê quá. Không ai mà ốp vậy. Mới mua tức thì luôn á. Này nè. Có cái nào đồ công sở không? Ủa, cái này quá gì? Cái số này thì mặc đồ công sở giúp em. Ủa sao đồ công sở? Đồ 8 đồ công sở hả? Dạ. Cái này 8 đồ công sở. Dạ. Mặc đồ thể em mặc đồ công sở. Đồ công sở. Tại quán không làm gì? Thì quần tay áo sơ mi thôi. Dạ. Thì thời buổi này đi mặc công sở mặc vest cũng được chứ. Ai cho năng? Có điện thoại nó gần với em nữa. Anh mở ra đàng hoàng. Chắc chèn xé mẹ ra cái này rồi sao ta? Mua một trái lấy một. Thiệt người bệnh như ta làm cái gì bệnh rõ ràng nè. Em đi rồi. Mua khe cánh giả cho đó. Cho gì thì ai cái đó đi. Vậy là mẹ thái á. Ừ, quá. Hồi khán giả coi mà không nuốt được miếng nhâm cùi luôn. Nó bên quen. Cứ cứ mà thôi thế. Mà lịch phim thì nó không cố định, nó có nhiều khi diễn viên rồi đó. 27 bệnh rồi. Thầy bảo phim gì vậy? Thầy bảo phim gì vậy thầy? Thầy bảo phim cho Lạc nè. Hạnh phúc máu quá. À. Nói này xin. Ai cũng bận lắm tại em đánh chị. Ủa, nè. Tổ số cái nào đó, không có thằng gì đó. Thôi chị quay, chị càng không phải chồng cho em vậy. Chị Trang đó. Chị Trang, không, cái thằng Mỹ là cái đám cưới của em. Đám cưới. Thầy bận rồi. Đừng có hỏi, trời tốn tiền má ơi. Đi vô quay. Tới hai anh chị rồi đó. Chắc bọn em nghe rồi. Cái cha xuống xe lấy cái gì công sở? Sở thích của hai anh em à. Con quen là nó ăn cầm. Không cua không? Con bữa cua xong rồi bị luôn nét bao tử á. Nó không cua không? Ừ, nhưng mà bao tử nó bị rét. Nằm luôn tới giờ. Bao tử vẫn chưa ổn định. Bữa nào rủ anh quen đi ăn mà chưa đi nè. Ăn gì? Ăn sushi. Ừ. Ăn gì không? Đồ Việt Nam đó. Có món gì lạ lạ không? Cà ri cua. Nói không? Chưa ăn cà ri cua bao giờ? Tao học được đó. Vậy hả? Anh biết chỗ đúng không? Nè, tôi biết. Vậy hả? Nhưng mà quán bự không? Cà ri cua hả? Quán đó chỉ có ăn thôi.
mà em rủ anh đi nhưng mà anh trả tiền nha. Hôm nay chắc anh bận. Mọi người thấy không, dạo này anh sao lúc trước là chỉ cần anh quen thôi là đi chợ mua liền trong bộ đồ mà 100.000 ba bộ, mua liền lần mấy bộ luôn. Bây giờ quen hết tiền rồi. Chào anh. Ăn cái bận em. Chờ chị bán này rồi. Đó, chị bạn quấy quần tay với lại cá sô mi thôi, sao rồi, cá sô mi quấy rồi. Ê, quay, quay đồ không sợ, quay ở đâu vậy? Dạ, quay xong làm gì? Mà khỏi đang giếp được. Chị đang chết đúng không? Dạ. Đang chết hả? Ra chạy lại với chị Trang. Vô chạy lại với chị Trang nữa nè. Chị đồ. Cô quay thành mấy cái vậy? Ba cái. Mấy cái? Ba cái. Ui, vậy là anh quay xong rồi em xong luôn đúng không? Ừ. Để em đi quá gian quan về. Nãy đi xuống đây 250 ngày tiền rác đó. Thì lên 500 ngàn. Em lấy 250 đó em đi dẫn anh đi ăn cà ri cua nha. Không đủ. Ăn Vũ đi ăn món gì rẻ rẻ đi. Cà ri cua một chiếc cua như tiền ta. Cua như tiền trời. Thôi em mua cua về em làm cho anh ăn cho rồi. Không, tụi nó ngon lắm. Không có ai nấu được cà ri mà. Mình ơi, mình ơi. Chết cha thùng rác ở đâu ta. Đây nè. Ấy da, nó có điện thoại thôi mà không chạy. Bảo lấy cái chỗ đừng cho một cái trăm dựng tết đi dẫu mà. Anh, bây giờ anh thay đồ chưa? Để anh thay cái áo mi nè. Quay nít bỏng thay đồ đi. Cái quần tay đen. Anh dễ dàng rồi. Vô lấy cái quần tay đen cho chị đi. Ngoan. Gì vậy? Anh này hôm nay lơ lạc lắm nha, bên anh Quang có trợ lý mới rồi mọi người. Bên anh Quang có trợ lý mới rồi, Quang bỏ bơ chăm rồi. Trời. Anh thay đồ chăm. Nè, đàn ông con trai mà đi làm phải dán nè. Tại vì quá. Đâu, đẹp không? Em khỏi phải mặc áo ba lỗ. Thì anh dán vậy không đau hả? Không, cái ba cao này cũng dụng. Hôm đó anh quen hay rồi giống như em luôn á. Con gái khỏe mọi người, bận cái đầm vô xong rồi chồng ra vô nè. Đó, để em coi, để em quen quay chị sai tay cái gì nè. Đó, mọi người thấy chăm không? Nhân gọn lẹ nè. Ai mà mọi quen không? Đây là cách thay đồ rất là nhanh, đó là mình bận một cái đầm vô rồi mình thay nữa thấy không? Đâu có cái gì mà gọi là thô lỗ đâu. Hả? Thôi, từ từ. Phải từ từ em. Bây giờ có ai thay đồ mà không lấy cả. Không được rồi. Cảm ơn, thấy không? Chết rồi. Còn cái file này sao ta? Chán. Không được lấy cái bụng ra. Bụng hơi nó bị béo. Lấy hết trơn không ạ? À? Chết. Cái này anh quay cho phép rồi nha mọi người. Coi ông kia trời ơi. Rồi sắp xong rồi. Coi nè. Rồi ông bó tay nè. Đó. Ghê không? Không thấy gì luôn á. Ủa đi làm công sở bằng đùi sặc sỡ vậy? Hả? Em này giống như ông đi quán bar vậy á. Đâu xăng tay lên. Đi làm mà. Xăng tay lên được mà. Đừng lại học hỏi cách thay đồ của anh nha. Mà thay đồ chuẩn lắm. Mày ơi, anh thay áo đi, áo nó giống như đi bóng bà vậy á. Được mà. Không có được. Được. Nhà giống như đi bóng bà vậy á. Đi làm nè. Nhà không sợ gì đâu mà đi bóng bà vậy. Còn cám nào nhẹ nhàng hơn nữa không? Trời ơi, bạn cám đi làm công sở mà giống như là đi quán bar, đi quẩy gì đó. Làm công sở kiểu này người ta đuổi chết. Ê, diễn viên đi quay là có đồ bảo hộ hết. Bận váy là phải bận thêm cái quần đùi. Bận thêm một cái quần đùi ở bên trong. Còn nam á là đặt là dán hoa mai. Còn nam như anh Quang là anh dán băng keo á, mọi người thấy không? Đồ bảo hộ của diễn viên á. Thôi,
thất bại.